Và thiền Vipassana và tổ sư thiền giống và khác nhau như thế nào? Đương nhiên cái giống ở đây thì đều nằm ở trong Phật giáo, đều nằm trong cái mà chúng ta bây giờ gọi là Phật giáo. Còn khác nhau á thì thiền Vipassana được Đức Thế Tôn hướng dẫn và được truyền đạt lại thông qua những bài kinh như là kinh Đại Niệm Xứ, kinh Thân Hành Niệm đấy, rồi trong cả các rất nhiều những bài kinh khác, lẫn chú giải lẫn sơ giải. Cho nên chúng ta còn có một cách gọi khác là thiền Vipassana, là thiền theo Phật, tại vì Phật dạy như vậy thì mình thiền như vậy. Còn tổ sư thiền là thiền theo tổ chứ không phải thiền theo Phật. Tổ thì nó khác nhau đơn giản như vậy thôi. Một bên thì tổ dạy thế nào thì mình làm như thế đó, còn chứng được hay không thì tùy thuộc vào khả năng của tổ, có đúng hay sai thì tùy thuộc vào khả năng của tổ. Thì toàn bộ từ cái chuyện tu chứng cho đến cái chuyện đúng sai thì tổ chịu trách nhiệm. Còn thiền theo Phật thì toàn bộ cái chuyện đúng sai tu chứng thì Phật chịu trách nhiệm. Đương nhiên nếu như mà mình tu sai thì đó là lỗi của mình, nhưng cái chuyện mà chính danh và cái giáo lý, cái sự đúng đắn của giáo lý thì Đức Thế Tôn là người chịu trách nhiệm. Đây là hai cái khía cạnh khác nhau một cách rõ rệt.